Vâng, xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác một chiếc xe đạp địa hình khung carbon toàn phần và mang cái thương hiệu là VISP. Thì cái thương hiệu này cũng là một cái thương hiệu của Twitter. Thì khung trang bị cấu hình rất là tốt, đó là đè DOG. Thì như các bác biết thì DOG thì nó là đứng thứ 5 từ dưới lên của bộ chuyển động Shimano, cũng rất là tốt rồi, gọi là gần trùng cuối rồi. Thì bây giờ em sẽ đánh giá chi tiết cái chiếc xe này cho các bác xem ngay bây giờ. Vâng, và các bác đang nhìn thấy đây là xe địa hình VISP, cấu hình khung carbon toàn phần. Sơn của chiếc xe này thì thôi khỏi nói, quá mới, quá đẹp, phá bóng luôn, khung carbon hết, khung đẹp 100%, không có lỗi lầm gì. Cấu hình của chiếc xe thì là đùi đĩa trụ rộng Retro Spec. Gạt đĩa là DOG, líp 10 tầng, đè DOG, Mayer là Mayer đi vòng hãng Twitter luôn, chính hãng Twitter. Đằng sau đít là có cái logo cò, hai con hổ, trông rất là đẹp. Giảm sóc thủy lực, khóa có khóa sóc trên tay. Thì nhiều bác thì hỏi là cái này nó vướng, nhưng mà đây thực sự là đây là khóa sóc ở trên tay, giúp cho mình có thể khóa cứng giảm sóc này không nhún nữa mà trên tay một cách dễ dàng. Mayer đằng trước cũng là Mayer bi vòng hiệu Twitter, phanh dầu Shimano hết, tay bấm đề, tay bấm DOG. Phanh dầu Shimano, tay bấm chuyển số DOG, Mayer bi vòng khung carbon, yên đẹp, không rách không tí nào, đùi đĩa trục rỗng khung carbon toàn phần. Phía bên này của xe, nhìn hình dáng của chiếc xe này thì khá là thể thao và đẹp. Đấy, em dựng thế này nữa, không quay bánh này, bây giờ em sẽ quay bánh cho các bác xem. Rất trơn, rất bon, Mayer bi vòng. Khung đẹp tuyệt, không một lỗ nhỏ, carbon toàn phần, rất nhẹ. Đấy, các bác nhìn Mayer là các bác độ bon nó rồi. Bánh bi vòng, Mayer cối lỗ, Twitter chính hãng. Vâng, và nếu các bác quan tâm đến chiếc xe đạp mà em vừa giới thiệu thì cái giá bán em đã đề dưới cái tiêu đề của cái video. Giá bán là công khai, và trong giá bán thì em sẽ bao ship toàn quốc cho các bác, bảo hành về đồ đạp cho các bác 1 năm. Nếu như mà các bác ở Hải Phòng thì qua em sửa miễn phí, còn nếu như các bác ở tỉnh xa thì em sẽ gửi phụ tùng phụ kiện và về, và em có hướng dẫn sửa chữa qua các cái video em đã làm sẵn. Và như các bác biết ấy, thì là em bán xe đạp cũ, cho nên là những cái xe mà em vừa giới thiệu đấy thì trong những cái thời gian mà rất là lâu thì em mới mua được một chiếc xe đẹp như vậy và hiếm như vậy. Thì nếu mà các bác nào mà quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ ngay với em và tiến hành đặt cọc hoặc trả hết tiền để sở hữu ngay chiếc xe. Em đã, đây không phải là em nói sai sự thật, và đã có rất là nhiều khách phải tiếc nuối và phải đợi rất là lâu mới có chiếc xe như họ mong muốn, hoặc là các bác khách đó là phải lấy những cái chiếc xe khác,
mà không được ưng ý chỉ 8 phần 10 so với những cái chiếc xe mà các bác đã được xem trước nhưng mà không tiến hành sở hữu em đó ngay, cho nên là rất là tiếc nuối. Thì em này em bán đồ cũ cho nên số lượng chiếc xe chỉ có một chiếc, và được những cái chiếc đẹp như này thì em phải tuyển lựa rất là nhiều ở những cái bãi xe ở bên nước ngoài, sau đó là tiến hành gửi máy bay về. Cho nên là để mà có những cái chiếc xe đẹp mà em vừa trình bày như lúc nãy thì rất là hiếm, và các bác muốn sở hữu em xe này thì liên hệ ngay Zalo với em và để sở hữu em đó. Và ngoài ra nếu như mà dành cho các bác nào mà ở tỉnh xa thì các bác có thể mua xe của em qua một số hình thức sau. Đó là một, các bác có thể bắt xe khách hoặc là lái xe riêng đi đến Hải Phòng và tới nhà em mua. Hai là các bác có thể chuyển hết chuyển cọc thấp nhất là 500.000 thì em sẽ tiến hành ship qua cái dịch vụ của bưu điện, thì bưu điện sẽ chuyển tới nhà các bác và người bưu tá sẽ thu lốt số tiền còn lại. Khi mà các bác có chiếc xe đã đến cửa nhà các bác thì các bác được quyền mở hộp xe đạp ra kiểm tra xem có đúng xe ở trên video hay là ở trên Zalo mà các bác đã thỏa thuận với em trước khi mua không, và các bác giả lốt số tiền còn lại cho người bưu tá. Và cách thứ ba là các bác sẽ chuyển hết tiền thì em sẽ có những cái món quà dành cho các bác chuyển hết tiền. Đó là em sẽ tặng full phụ kiện của em dành cho các bác chuyển hết tiền ở tỉnh xa để mua xe, gồm có full phụ kiện, gồm có chắn bùn, một số những cái giỏ phụ kiện đây em cứ mua sẵn để em dành tặng các bác chuyển hết tiền để mua xe ở tỉnh xa. Chắn bùn, túi để đồ, khóa dây, đèn nháy, chuông, thì tùy theo có những cái xe lắp được cái này, không lắp được cái kia, giá bình nước và một số thứ khác, thì tùy theo có thể là xe lắp được chiếc này không lắp được chiếc kia, thì các bác có thể nhắn tin Zalo với em để em có thể tư vấn được những cái phụ kiện lắp thêm khi các bác thanh toán theo hình thức là chuyển khoản 100%. Về uy tín của em thì các bác có thể vào Facebook tìm Kiên Xe Đạp để em có một cái album tất cả những cái khách hàng đã mua xe của em. Cũng dạo gần đây thôi em mới tạo cái album này, còn trước kia em bán cũng rất nhiều khách hàng nhưng mà em không có lưu lại. Thì các bác có thể tham khảo thêm về cái uy tín của Kiên Xe Đạp. Vâng, và nếu các bác quan tâm đến những cái chiếc xe đạp mới, bởi vì xe đạp của bên em thì bán rất là nhiều, một tháng doanh số của bọn em có thể lên đến khoảng trên dưới 100 chiếc xe, thì các bác muốn tham khảo những cái chiếc xe mới về liên tục, cập nhật liên tục, thì các bác có thể tìm Kiên Xe Đạp ở trên Facebook và ấn kết bạn với em. Ở trên YouTube các bác có thể tìm Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh. Ngoài ra em còn bán đồng hồ đeo tay Nhật bãi, Thụy Sĩ, Nga. Nếu mà các bác quan tâm thì hãy lên YouTube và Facebook tìm Kiên Đồ Cũ để mà xem những cái mẫu đồng hồ đó. Vâng, và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau.